làm gì để ta đàn sẽ nghe đây làm bẽ mặt nhau xêu bao điều cay đắng nhiều tiền để làm gì để em buồn anh khóc tiếc nuối những ngày qua xót xa duyên vợ chồng rồi đến khi có được tất cả chúng ta mới nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở đó. Hạnh phúc chính là gia đình, là sức khỏe, là tình yêu và là những điều giản đơn mà mình đã đánh mất từ lâu. Giọt cà phê sâu hay sâu tình nhân thế đắng chát như tình ta vội pha còn chỉ nữa còn đâu nghĩa vợ chồng còn đâu là tổ ấm nhiều tiền để làm chi có mang theo được gì. Tình yêu hóa đồng tiền.